Xin chào thầy các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con Bix 16S87 dùng tham mô 1 ở xung trên RD không. Theo yêu cầu là sóng cao Xin là chào chào đây thầy là các sản bạn. phẩm Hôm nay 55 mình sẽ hướng dẫn các bạn sử mm dụng con Bix dây 16S87. Chúng ta sẽ vô phần dùng cứng tham mô 1 ở xung trên RD không. Đây là phần cứng theo yêu cầu là các sóng bạn. cao là 20 giây và sóng thấp là 50 giây. Chúng ta sẽ vô phần cứng, vô phần một Bitcoin. Đây là phần cứng của bạn, khai báo thư viện nha. Vô phần một Bitcoin, đây khai báo thư viện nha. Ở đây tại sao là 1.000? Đây là tính bằng công thức là 20 giây. Ở đây tại 20 sao là giây 1.000? một Đó là 20 cửa đây chia cho 0,2 nhân với cao lơ. Đây mình đặt là ít, nó sẽ nhỏ hơn 2 mũi 16. Tính bằng tại sao sao là là 2 mũi 16? Bởi vì đây là con 20 giây, 20 dùng giây thăm mình thăm đó là 20 cửa 16 đây bit chia cho 0,2 nên nó nhân chỉ với đem tới cao lơ. Đây mình đặt 2 mũi là ít, 16 thôi. nó sẽ nhỏ hơn 2 mũi Từ công thức 16. mình sẽ suy Tại ra sao là là 2 2 mũi mũi 16? 16 Bởi không phải vì đây là 35 phần bộ đệm bộ chia của một thăm mơ thì chỉ là 16 một bit hai bốn nên nó chỉ đem tới hai thì mũi 16 ứng thôi. với giá trị này thì mình chọn là Từ công thức mình đi mình cho sẽ lơ suy ra một nhỏ hơn 0,35 mình mà tính bốn đến bộ chia của ngược lại thăm mơ thì thì mình chỉ là sẽ 1,2,4 đây và thì bạn đã ứng với thấy giá trị này thì mình chọn là đi cho lơ một đối mình với tính ngược lại xung thấp cũng vậy thì mình xung thấp cũng vậy 50 giây sẽ ra tính được là là 25.000. Chọn thì 25 bạn bạn đã thấy đối với xung thấp cũng vậy, sóng thấp cũng vậy 50 giây sẽ tính là 25.000. Chọn 25.000 để chạy thử. Cứ ứng một cái ô này là một mi giây đây, 20 giây đây, sóng các cao bạn thấy sóng thấp. Cứ ứng một cái ô này là 50 giây, cứ ứng một cái ô này là một mi giây. video của mình đây là hết. Đây, Cảm ơn 20 thầy và các giây bạn đã lắng nghe. Sóng cao, sóng thấp 50 giây. Video của mình đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.